Cần nằm ai không? Tôi ôm bạn được chứ? Rồi cô gái của tôi. Ôi cô gái của tôi. Tuyệt lắm. Và bạn như thế thì có nghĩa là được chữa lành sâu để chưa được vỗ tay cho một chút không ạ? Tưởng là mạnh mẽ như con đâu nhá, hãy cho phép mình nhá. Được thôi, tất cả chúng ta hôm nay thầy Linh cũng đã thừa nhận rồi đấy. Cho phép mẹ hai lần khóc trong một năm, nhưng mà mình đã vượt được kế hoạch. Đó. Rồi, ok, bình tĩnh trở lại chia sẻ. Yes. Trước hết thì đối với bản thân em là có một cái cơ hội, gọi là thực ra là em cũng không hiểu vì mình có được một cái nguồn năng lượng ở đâu, nhưng bản thân em lúc nào cũng có một cái gì nó rất là tích cực. Và những cái mà sếp, mà những cái mà coach có chia sẻ trong tất cả những cái buổi về trước ấy, là em luôn thấy là sao mình thật sự may mắn là mình đã cũng từng đâu đó mình tự có thể làm được điều, những cái điều mà một phần ở trong những cái phương pháp đấy, và em tự vượt qua được trong những cái lúc mà mình yếu đuối nhất. Và đặc biệt là cái phần là vùng cái suy nghĩ em luôn ở vùng nguyên nhân ấy, mà em không hiểu ra là, và em đi hiểu, và cuối cùng sau một cái khoảng thời gian rất là dài mà em không bao giờ có được một cái lúc tĩnh tâm như cái dịp này để em có thể bay về như cái chú chim ở trong cả cái hành trình đấy, nhìn lại mọi thứ thì mình hiểu quá nhiều thứ. Và đây là một cái dịp thật sự là em nghĩ là em sẽ còn làm lại nữa, vì đối với em sao mà nó lại kỳ diệu như thế. Em hiểu được vì sao em có cái sức mạnh đấy, và em hiểu được những cái gì bây giờ nó quan trọng nhất với em. Đây là điều quan trọng đấy. Thực sự là nếu mà để nói như thế này, một người sẽ không tưởng tượng được hết. Nhưng mà em thật sự trong em, từ bé em hay bị suy nghĩ quá nhiều. Có nghĩa là em thật sự ngay từ những buổi đầu thì mọi người sẽ thấy là em thấy mình quá đủ đầy mọi thứ. Nhưng mà cái đấy dường như là nó không đủ đối với em, nhưng mà nó là ở bên trong cơ. Nó không phải là những cái gì hiện hữu ở bên ngoài. Và cái mà em thấy lớn nhất trong cái hành trình em vừa mới đi về quá khứ và hiện tại thì đúng là nó là mối quan hệ giữa em và mẹ đẻ của em. Em là con một. Từ khi hy sinh em ra thì nói chung là em cũng có những cái ở bên ngoài để mà tác động tới một vài cái tâm lý của mình. Ví dụ sinh em là con gái, một hôm em rất có tâm trạng gọi là háo hức mang đồ sang cho bà ngoại. Mang xong thì đến trưa mình còn ngủ ấy, mình nghĩ là mình sẽ nằm ngủ, nhưng mà mình chưa ngủ hẳn thì bà nghĩ là chắc có thể bà nghĩ mình ngủ rồi. Bà nói dám là con ngủ nhưng mà là thằng con trai thì có phải là tốt hơn không? Đúng một câu đấy mà đến bây giờ em cũng vẫn, thật sự là em hơi bị tủi hận đến mức mà đến bây giờ em vẫn nhớ. Mà đợt đấy em chắc chắn là khoảng độ 18 tuổi thôi, nghĩa là nó không được, không lớn lắm. Và dùng những cái câu tương tự như là bố mẹ thì ngày xưa em không hiểu tại sao em không được xinh xắn và cũng không được hình thức lắm. Thế nên bố mẹ thì đẹp mà con thì nói chung là không đến mức xấu, nhưng mà con thì chậm. Rồi những cái không có thể là đấy là những cái nhỏ mà nó ở cái thời điểm này cảm thấy không sao, nhưng được đấy khi mà còn bé thì cái đấy nó ăn rất là sâu. Và mẹ em là người có đặc tính là rất giữ thể diện, quan tâm theo cách, quan tâm con theo một cái cách rất riêng của bà. Mà đối với em, đối với những người khác thì cảm thấy thật sự là quá tuyệt vời. Rồi, đến thời điểm này, mối quan hệ của bạn với mẹ được cải thiện hoặc được chữa lành hoàn toàn chưa? Hiện tại thì đến cái dấu mốc bao nhiêu phần trăm rồi? Chắc em nghĩ tầm khoảng độ 60%.
Vỗ tay cho điều này đi cả nhà. Và cô cho tin rằng từ thời điểm này cho tới hết mùng 2 tháng 6 của chúng ta, bất cứ một cái điều gợn gì trong mối quan hệ của bạn và mẹ chắc chắn được làm sạch. Hãy tin cô Trang về điều đó. Cảm ơn chia sẻ của Miss Hà. Các anh chị có thể thấy không? Chúng ta cứ đi vào quy trình, chúng ta mới biết là chúng ta còn những nỗi mắc kẹt tinh tế như thế nào. Các anh chị ạ. À?